Chào mọi người nha. Bữa nay mình mới vừa nhận một cái hộp quà. Mà cái hộp quà này là của một cái anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh á. Anh gửi anh tặng cho mình. Thì anh có người thân ở bên nước ngoài á, gửi về một số cái giống hoa. Một số giống hạt giống hoa đó thì anh muốn tặng cho mình. Thì bữa nay anh gửi cho mình thì mình nhận được nè. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra. Sau đó mình sẽ xem có những cái giống hoa gì. Mình giới thiệu luôn cho mọi người xem ha. Tại vì bữa trước anh có gửi cho mình xem cái hình rồi. Nhưng mà mình chưa có nhận cái túi hạt giống á. Cho nên là mình chưa có xem nó là có những cái hoa gì. Ha. Wow. Anh cẩn thận quá, anh cọc này rất là kỹ luôn mọi người. Nói chung là cũng rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Thì mình sẽ cho một view cho mọi người xem từng loại ha. Có cái gì hay ho mình sẽ trồng thử rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Không biết là nó như thế nào nha. Cái này là do là anh nhập từ bên nước ngoài về á mọi người. Cho nên nó toàn tiếng nước ngoài không à. Đó, ví dụ như là thôi mình về xem cái hình đi ha. Nói chung là tiếng Anh thì mình cũng biết khá nhiều. Nhưng mà có những cái ví dụ như hoa gì gì đó thì nhiều lúc cũng phải tra từ điển mới biết được hết. Ở đây là mọi người thấy nè. Đây là cái đây nó để là Day to bloom này, có nghĩa là khả năng là 55 ngày nó sẽ trổ hoa. Đó, đây là một cái calendula. Calendula là gì ta? Mình không biết nó là gọi là gì. Cái này là có hoa gì kiểu nó giống như hoa dừa cạn đó mọi người nè. Cái mặt hoa đó mình thấy nó giống như là hoa dừa cạn vậy. À. Thì mình view một vòng cho mọi người xem. Rồi tí nữa mình sẽ mở ra một gói nào đó mình xem thử nha. Đây là mới được hai gói rồi đó. Cái này là cái hoa gì đây ha? Cái hoa này kiểu nó giống như là hoa cát tường mọi người. Nhìn nó giống vậy, không biết phải không? Cái đây hoa thì nó nhỏ nhỏ quá nên mình cũng không biết nó là gì. Cái này là mix là hỗn hợp này. Perennial này. Mix có nghĩa là khả năng là có nhiều cái loại hoa nhỏ nhỏ. Cái này thì anh em thấy nó giống như là hoa dạng thọ. Dạng thọ băng mai hay dạng thọ Pháp á ha. Cái này thì để coi nó giống hoa gì trời. Cái này nó tới 80 ngày lận mọi người nè. Cái chữ nhỏ nhỏ này tới 80 ngày lận. Cái hoa này thì lần đầu tiên mình mới thấy cái kiểu này luôn nha. Cái này trồng tới 65 ngày. Wow. Cái hoa này là mình có thấy một lần người ta họ trồng nó mọc ở bờ rào nè. Cái hoa này nó dây leo mọc bờ rào. Cái này hoa này mình thấy rồi. Cái hoa này mình không biết hoa gì luôn anh em. Cái này là pastel mix, có nghĩa là khả năng là nó sẽ có mix màu trong đây nè. Cái này là hướng dương, hoa hướng dương. Cái này tại vì mình thấy rồi cho nên là mình biết là nó là hoa hướng dương. Đây là hướng dương cúc này, hướng dương vạn thọ chứ. Còn đây là hướng dương bình thường. Nè, cái đây nó để là sunflower này mọi người này. Sun là mặt trời, flower là hoa ha. Như vậy là hoa mặt trời hoặc là hoa hướng dương đó. Cái này là lux bua. Cái này là cũng là mix màu này, mixed này, color này. Anh em thấy là có rất là nhiều màu không?
Cái này là mãng đình hầm anh em, mãng đình hầm kép, có nghĩa là mãng đình hầm cánh nó nhiều á đó. Mixed color này, cái này cũng là hoa hướng dương luôn, sunflower này, mà cái màu đen giống như một gọi là màu tía tía cam gì đó. Cái này là hoa gì, giống như vàng thảo băng mai mọi người, vàng thảo băng mai. Cái này là hoa, không phải là hoa mùa giờ, không biết hoa gì luôn anh em. Eucalyptus này, à, four eucalyptus. Four mới là 4 giờ, đây là four mà. Four là gì trời, mình không biết luôn nha. Nói chung cái gì đã biết mình nói. Cái này á, là hoa gì trời, mình thấy nó tùm lum hoa hết anh em. Tùm lum hoa hết cho nên thật ra là mình không biết nó hoa gì luôn á. Oi là oi fashion. Oi là già đúng không? Fashion là, nhưng mà quan trọng là cái tên đó nè. Garden mix. Nói chung là không biết nha anh em. Cái hoa này á, hoa này thì mình biết nè, cái gọi là sao đêm á. Cái này gọi là sao đêm. Hoa sao đêm nha. Cái này là gì ta? Không biết luôn mọi người. Anh này, nó để bloom every year nè, có nghĩa là nở quanh năm luôn. Anh này mọi người, bloom every year có nghĩa là cái loại này là nở quanh năm luôn. Cái này nó cũng mix màu ha. Cái này là cẩm chướng nè mọi người, cẩm chướng. Wow, cẩm chướng mình thấy có rất là nhiều màu, có màu vàng nữa nè mọi người. Không biết là trồng lên là nó có ra được màu vàng không ta? Mình thấy nó có màu vàng này nè, màu vàng rồi màu hư nhạt nhạt á. Cái này là 42 ngày nha, 42 ngày. Cái này là hoa hướng dương, là nó đơn giản là nãy mình. Wow, đây để ngược, đây hai. Cái này hồi nãy là có rồi. Wow, giỡn thảo. Wow anh em. Xem giỡn thảo màu gì mà đẹp dữ vậy? Cái này là 70 ngày nha, 70 ngày. Wow, 70 ngày giỡn thảo anh em. Trời ơi, cái hoa này là 60 ngày mà hoa nó kiểu giống như là màu xanh nè. Wow, màu xanh. Mình có hoa này là không biết hoa gì mà nó lại không biết luôn nha anh em, không biết. Cái hoa này hồi nãy nó giống nè. Cái này là hoa này mình nhớ hình như là tử. Không biết nha anh em, không biết. Cái này là sao đêm rồi. Cái này nè, đây là hoa sao nhái nè. Cái kiểu hoa này là hoa sao nhái nè. Đó. Ở đây là hoa cúc. Khả năng là nó giống như cúc ken anh em. Nè, cái này giống cúc ken. Wow, cái hoa này là mixed flower, có nghĩa là nhiều loại hoa nè. Có magic nè. Rồi nói chung là nhìn vô trong này là có rất là nhiều. Có thằng cúc lá nhám nữa anh em nè. Cúc lá nhám nè. Cái đây nè. À, cái đây thì gọi là hướng dương thọ. Cái này là gì trời, không biết luôn em. Không biết nha. Cái này là hướng dương thọ. Còn cái này giống như triệu chuông anh em. Có hoa vàng vàng nè, phải không trời. Nhiều màu lạ quá mình cũng không rõ lắm nha. Gọi là Extra Golden này, màu vàng. Cái này là hoa gì? Chịu. Không biết luôn anh em. Chịu thua nha. Cái này là nở quanh năm luôn. Bloom every year nè. Cái nở quanh năm. Cái này là cái hoa gì? Hồi nãy là mình nói giống mà mình không biết là hoa gì nha. Cái này là giống như hoa hồi nãy rồi. Cái này là không biết là hoa gì luôn. Cái này cũng vậy luôn anh em.
Đó thì nói chung là mình vòng vòng cho anh em xem rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ khui ra một cái thử đi ha, rồi ra một cái thử để mình có đây là của mình nhập ở bên nước ngoài về nha anh em mọi người. Cái hạt nó giống như này đó, thì nói chung là mình về thì mình sẽ thử. Thì thông qua cái clip này cũng cảm ơn anh ở quận 7 Sài Gòn, ở quận 7 Sài Gòn nha. Thì nói chung là thông qua cái clip này cũng cảm ơn anh. Để em sẽ nó có giá tiền luôn mọi người nè. Cái đây là nửa đô nè. Cái giá này là nửa đô. Cái giá đây cũng là nửa đô nè. Wow, ơi coi cái này. Cái này là giá nó gần 2 đô nè mọi người. Cái này giá gần 2 đô. Trọng lượng là 4 gram. Cái đây là còn cái này nè, nét quay trọng lượng tỉnh là 100mg nè. Thì thông qua clip này cũng cảm ơn anh ha. Thì để em sẽ trồng một hai cái thử nghiệm, rồi có gì sẽ quay clip lại cho anh xem với lại mọi người xem ha. Thì thông qua clip này cũng cảm ơn anh đã cho em một đống giống rất là tình thương mến thương luôn. Nó thật sự là kiếm được một người mà tốt như thế này cũng rất là khó. Thì cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chào tạm biệt mọi người.